Cái chết kỳ lạ của những thiên tài quân sự nổi tiếng nhất lịch sử. Sigurd Eystensson, 892, có cái chết được coi là trường hợp kỳ quái nhất trong lịch sử. Là một chiến binh kiêu ngạo, Sigurd thách thức một trong những kẻ thù của mình là Meobrite The Túc. Một trận chiến mỗi người chỉ có thể mang theo 40 người. Sigurd lừa dối và đưa theo 80 người và vì lợi thế nên hắn ta chiến thắng một cách rất nhanh chóng. Sau khi chiến thắng, Sigurd đã buộc kết liễu Meobrite và buộc đầu ông ta vào con ngựa mình đang cưỡi. Không may, trong khi cưỡi ngựa, Sigurd Eystensson bị răng nanh của Meobrite chọc vào chân khiến ông bị nhiễm trùng nặng và cuối cùng cũng qua đời sau đó một thời gian.